Xin tất cả mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Hôm nay Ngọc Ánh xin trân trọng gửi tới quý khách hàng một căn nhà mà nhà dân gửi bán với cái diện tích trên sổ đỏ rất là đẹp nha mọi người. 44m2, mặt tiền 4m, chiều sâu 11m, hướng nhà là hướng Đông Nam, giá chào bán 2 tỷ 570 triệu đồng, vị trí ngõ 138 Ỷ La Dương Nội. Và đặc biệt cái căn nhà này chủ nhà sẽ tặng lại toàn bộ đồ nội thất ở trong nhà trên video Ngọc Ánh quay nha mọi người. Với cái căn nhà đặc biệt này thì có cái sân riêng để xe rất là hợp lý, có mái che để sân riêng ở đây mọi người ạ. Mặt tiền 4m2, vắn thiết kế rất là hợp lý, thiết kế là 4 tầng. Ngõ trước nhà là 2m và cách với trục đường ô tô đi lại là 200m. Khu nhà ở đông dân cư, yên tĩnh. Mời mọi người theo Ngọc Ánh cụ thể vào vị trí căn nhà, xem cái căn nhà này thiết kế như thế nào, có hợp lý hay không. Đây chính là cái phần để xe mọi người ạ. Để xe riêng, không phải dắt xe vào nhà, cho nên là cái phòng tầng 1, phòng khách và phòng bếp rất là rộng. Mời mọi người theo em vào phía tầng 1 của ngôi nhà. Đây chính là phần gian phòng khách rất là đẹp. Toàn bộ những cái chi tiết mà quay trên video, chủ nhà sẽ để lại cho chủ mới nếu như mà chủ mới có nhu cầu nha quý khách hàng. Đây chính là bộ bàn ghế phòng khách của ngôi nhà đây. Kệ tivi này, tủ kệ này, tủ giày này. Nói chung như mọi người nhìn ở trên video thấy nếu như mà có những cái chi tiết gì thì chủ nhà sẽ để tặng lại cho mình như thế ạ. Toàn bộ đồ nội thất trong nhà, quạt trần. Đây ạ. Tiếp theo, mời mọi người theo Ngọc Ánh vào phía phòng bếp của ngôi nhà. Với cái căn nhà 44m2, thiết kế rất là rộng, phòng khách, phòng bếp riêng biệt. Và gian phòng bếp đây như chủ đầu tư đã sắp đặt rất là hài hòa. Cái không gian bối cảnh bếp đây, bộ bàn ăn này, tủ lạnh này, kệ lò vi sóng này, lò nướng này. Và đây toàn bộ là khu vực bếp mọi người nha. Đó. Đây, bếp từ, hút mùi, đầy đủ. Với cái căn nhà này 44m nha mọi người, rất là rộng. Đấy, đứng từ phía không gian bếp mà đi ra tới phía phòng khách đây, rất là rộng đấy ạ. Tầng 1 còn có một phòng vệ sinh. Với cái ngôi nhà này thì Ngọc Ánh chỉ đọc qua cái thông số thôi, còn mọi người có thể nhìn ở trên video tất cả những cái bố trí hài hòa của gia chủ. Nhà này anh chị vẫn đang ở và có nhu cầu chuyển đổi, cho nên là mới nhờ bên em bán đấy mọi người. Giá thì 2 tỷ 570 triệu đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên sổ với khách hàng. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang thiết kế là gỗ lim, mặt bậc cổ bậc ốp đá xanh. Và trên tầng 2 thiết kế như thế nào mọi người theo em. Với thiết kế tầng 2 của ngôi nhà như sau, gồm 2 phòng ngủ rộng và 1 phòng vệ sinh mọi người ạ. Đây là phòng ngủ đầu tiên. Đây, có đầy đủ cửa sổ này, rèm cửa, giường ngủ và tủ quần áo. Đấy. Với cái căn nhà này thì quay rất là chi tiết để quý khách hàng có thể cân nhắc và lựa chọn cho mình. Bởi vì là chủ nhà ở đây làm ăn rất là có lộc, nên là muốn chuyển đi và để lại toàn bộ đồ như mọi người nhìn thấy trên video. Phòng vệ sinh tầng 2 ở đây. Đó, được lắp đặt bình nóng lạnh, đầy đủ công năng cho một hộ gia đình sử dụng. Tiếp theo, phòng ngủ thứ hai ở trên phía tầng 2 rất là rộng đây mọi người. Có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài. Đây như mọi người có thể quan sát. Đấy, có cửa sổ hướng ra ngoài. Và hướng nhà thì là hướng Đông Nam, rất là mát nha mọi người, rất là mát ạ. Từ vị trí của ngôi nhà này mà đi ra tới trục đường chính Lê Trọng Tấn Hà Đông, nó rơi vào khoảng tầm 1 km. Cách với lại trung tâm thương mại Ion Hà Đông nó khoảng tầm cách với trung tâm thương mại Iomon ở đâu khoảng tầm 1,5 km thôi mọi người nha. Rất là thuận lợi đi lại từ vị trí của ngôi nhà này, đi lên thiên đường Bảo Sơn này, rồi đi ra phía Lê Trọng Tấn Hà Đông, đi lên đường Lê Văn Lương kéo dài đều rất là gần, rất là tiện lợi. Đây là tủ quần áo của chủ nhà này, giường luôn đây mọi người ơi. Đó,
Cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ lim rất là chắc chắn. Với căn nhà diện tích 44m rất rộng như này, khẳng định luôn với mọi người là một số khách hàng mong muốn với cái diện tích rộng như thế này và nhà xây dựng chắc chắn yên tâm thì đây là một căn nhà đáng để lựa chọn nha mọi người. Tiếp theo mời quý khách hàng lên phía tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà được thiết kế tương tự như tầng 2, gồm 2 phòng ngủ rộng và 1 phòng vệ sinh. Thì đây là phía phòng ngủ tầng 3 đây mọi người ạ. Đó. Rất là rộng. Kể cả là chủ nhà có kê đồ đoàn vào đây thì cũng vẫn rất là rộng nha. Nhà vệ sinh phía tầng 3 cũng được thiết kế tương tự như tầng 2 thôi ạ. Đó, đầy đủ bồn cầu liền khối, lavabo, hệ thống sen kê tắm nóng lạnh. Đây là phòng ngủ thứ tư của căn nhà này. Có đầy đủ điều hòa này, hệ thống rèm cửa mọi thứ nha mọi người. Giường ngủ cũng như là đồ nội thất đây. Tủ quần áo, bàn phấn. Nói chung là theo hiện trạng của ngôi nhà thì Ngọc Anh thấy với cái giá chào bán này thuộc khu vực phường Dương Nội, quận Hà Đông thì quá là hợp lý. Cuối cùng, mời quý khách hàng theo em lên phía tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Bước lên chân lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà, mọi người nhìn ở đây có một cái ô giếng trời vô cùng thoáng xuống khu vực cầu thang. Đặc biệt với căn nhà này thì trên tầng 4 là để hai sân mọi người ạ. Hai cái sân phơi rất là rộng. Đây là phía phần sân phơi phía trước, mặt trước của ngôi nhà đây. Chủ nhà có trồng cây mọi người ơi. Đây. Rất là hợp lý. Tiếp theo đó là phần sân phơi phía sau. Đây. Phần sân phơi phía sau đây, khu vực để máy giặt cũng như là phơi quần áo, mọi người có thể nhìn xung quanh giúp Ngọc Ánh luôn. Là với cái căn nhà này thì ở cái khu vực đông dân cư, dân cư ở đây là yên tĩnh cũng như là dân trí cao. Quý khách hàng muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa về vị trí ngôi nhà này hoặc là vị trí ngôi nhà khác với cái tầm giá thấp hơn, bên Ngọc Ánh còn rất nhiều vị trí ở quanh quận Hà Đông nha mọi người. Ví dụ như ở Phú Lương, Phú Lãm, Huyền Kỳ, Yên Nghĩa, Hà Trì, La Khê vân vân. Quý khách hàng muốn biết thêm thông tin thì gọi điện cho Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của em nếu như mà thấy hay thì nhớ nhấn vào nút like để ủng hộ em và đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên xem được những bất động sản tiếp theo của nhà tốt nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.